Ôi, vườn thì nhiều cây như thế này cơ mà. Cơ mua có 2 cây thì làm sao mà không chọn được cây đẹp nhất cho em. Đang hoa, đang quả, chính mùa của nó rồi em ạ. Đây này, thích cao to thì có cái cây này này. Đấy. Nhiều lắm. Còn đâu em thích um này. Um thì lấy cây này này. Đây này, cây này là um này em này. Cực kỳ um to luôn. Còn đây vườn nhiều chi chít như này cơ mà. Đây, thích cao to thì có cây này. Các cây cao to này thì nó sẽ đơn cây hơn. Còn đâu ví dụ mà mình thích cây lùm này này thì đây này. Chọn cây này này. Với cây này này, đấy, hai cây này nó ở gần nhau luôn này. Nó cũng là một bụi luôn. Còn đâu vườn nhiều lắm em ạ. Để đây chị chọn cho cây thật đẹp cho. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây siro nhé bạn nhé. Hàng bây giờ là siro đang đúng mùa của nó, đang quả rất đẹp như này. Thì vui lòng alo ạ, số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Đây những cây lùm bụi rất đẹp ạ.